Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm lòng lon trộn với mắm. Nguyên liệu của mình gồm có lòng đây, mình đã mua đây các bạn ạ. Đổ 500g lòng các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ đi rửa sạch bằng muối này. Bạn cho mình muối vào giấm nhé. Để mình rửa cho lòng của mình nó trắng sạch. Mình dùng muối và giấm ấy, thì lòng của mình sẽ trắng và giòn ngon và nó sạch hết, không có cái mùi của thức ăn của lòng lợn nó để lại các bạn ạ. Cho giấm cái là mùi chua của giấm và muối, hoặc là các bạn có thể rửa bằng chanh cũng được nhé. Tìm cái đầu của lòng của mình sẽ cho nước vào đây các bạn. Các bạn dùng cái đầu mình cho nước vào nhé, để cho cái lòng của mình nó sạch ấy. Khi mình đã rửa muối và giấm rồi thì nó sẽ... các bạn rửa muối và giấm từ 3 đến 5 phút nhé, sau đó mình sẽ cho nước vào. Bây giờ mình sẽ tuôn ra nhé. Với lòng non thì nó rất sạch các bạn, chỉ cần làm qua là đã sạch rồi. Nếu mà lòng già thì các bạn phải làm kỹ. Đây, nước của mình nó ra nó không bị đục với nóng. Cái này là tương đối sạch rồi các bạn. Mình, cái đầu này nó bị đứt, mình sẽ ngừng lại cái đầu này. Các bạn muốn lòng ngon ấy, thì mình có thể làm muốn sạch nữa ấy, thì các bạn có thể cho muối vào đầu lòng này nhé. Đây mình sẽ cho nước vào. Đây các bạn cho muối vào nhé. Mình cho muối vào cho nó tuôn luôn phần dưới này. Nó rửa luôn phần trong nhé. Bây giờ mình lại xả nước các bạn ạ. Đây mình sẽ xả nước như này. Để cho muối nó chạy khắp lòng. Thế là nó sẽ sạch các bạn ạ. Bây giờ mình tuốt ra. Với cách làm lòng này thì các bạn ăn lòng an tâm là có sạch rồi. Nhưng còn lại một cái gì ở trong lòng. Mình đã rửa bằng nước muối và giấm rồi. Giờ mình lại xát lại cho muối lại vào máy trong. Thôi bây giờ mình chỉ cần tráng lại thôi là lòng mình sẽ sạch. Mình tráng qua lại là được thôi. Thế các bạn, nước lòng của mình rất sạch nhé, không có gì cả nữa. Như này là được rồi đấy các bạn ạ. Mình sẽ vớt lòng ra nhé. Sau khi mình vớt lòng ra rồi các bạn, bây giờ các bạn sẽ cắt cho mình lòng ra nhé, thành những đoạn ra. Để mình đi trần nhé. Trong đó mình sẽ luộc cho chín lòng nhé. Đây các bạn nhé, mình sẽ cắt thành những khúc ra. Các bạn đừng cắt với lòng ngắn quá nhé. Thì là mình, sau khi mình trần ấy, thì nó luộc lên ấy, thì nó còn to lại, còn rất ngắn. Các bạn cắt cho mình tương đối dài một chút nhé. Sau mình luộc đi.
cho lại là vừa. Các bạn chuẩn bị cho mình một nồi nước để mình chần nóng nhé. Các bạn đập cho mình một ít sả, một hai ba củ sả và một ít gừng lá hoặc gừng củ cũng được nhé. Các bạn cho nồi lên bếp nhé và mình cho 1/2 thìa này muối các bạn ạ. Để cho nước nó phủ nhé, thì các bạn sẽ cho lòng vào để chần nhé. Bạn lại vun lại cho nước sủi cho mình nhé. Thêm các bạn, khi nước sủi lăn tăn như thế này nhé, thì mình sẽ cho lòng vào để mình chần các bạn ạ. Đây là mình đã vớt ra rổ để ráo nước rồi, mình sẽ cho vào rồi. Với lòng thì mình chỉ cần sủi nước mình chần vài phút là lòng mình nó sẽ chín các bạn ạ. Bây giờ mình chờ cho nước nó sủi trở lại là lòng của mình sẽ chín thôi. Với món lòng lon trộn với mắm này với các ông xã là cũng rất thích ăn các bạn. Với những ngày cuối tuần như thế này là mình làm để cho các ông xã nhà mình nhậu với nhau đó. Bạn bè rủ nhau đến là có thể ngồi nhâm nhi với nhau rượu xiếc hay là đỡ phải đi ra hàng ấy, thì các bạn có thể làm món này cuối tuần cho gia đình nhà mình cũng được. Đây khi nước của mình cần sủi các bạn, đấy mình thái lòng rất dài như thế nhé các bạn, nhưng mà sau đến lúc nó co lại nó chỉ được như thế này thôi hoặc như thế này là cùng. Nếu mà các bạn mà thái ngắn nữa thì đến lúc co lại, bởi vì hai cái đầu này nó sẽ sận tròn và rất như ấy, nên các bạn phải thái dài một chút ra nhé. Mình cho sả và gừng này thì là cái mùi của lòng nó sẽ hết và có mùi sả và gừng nó sẽ át hết đi nên là rất thơm các bạn ạ. Mình luộc như thế này hơi nước nó bốc lên đã rất thơm rồi, nên là có nước sả và gừng này nó thấm vào lòng ấy, lòng của mình rất ngon. Đây các bạn, khi lòng đã sủi như thế này rồi ta sẽ tắt bếp và mình vớt ra các bạn nhé. Các bạn cho sủi một tẹo nhé, đây mình cho sủi một lúc rồi tới 3 phút thôi nhé. Để pha nước mắm trộn các bạn cần cho mình thái cho mình sả nhé. Các bạn cho mình đổ 2 thìa sả này, tỏi băm nữa các bạn ạ. Các bạn đập dập ra rồi mình thái ra, mình băm nhỏ ra là được. Ướp nữa các bạn ạ, các bạn cũng thái ướp cho mình nhé. Các bạn bỏ hạt ớt đi. Cắt bỏ hết hạt đi các bạn, cắt nhỏ ra. Lá chanh các bạn cũng cắt nhỏ ra cho mình nhé. Các bạn bắt cho mình một phần nửa quả nước cốt chanh nhé. Mình chỉ cần lấy độ một thìa nước cốt chanh đấy các bạn, không cần nhiều. Các bạn bỏ hết hạt ra cho mình nhé. Như thế này là mình chỉ được một thìa này nước cốt chanh nhé các bạn ạ. Và các bạn cho mình 2 thìa mắm này. Các bạn cho mình 2 thìa mắm nhé. Các bạn cho mình đường 1 thìa nhé. Các bạn hòa tan hỗn hợp lên cho mình.
Đây các bạn, nòng mình đã vớt ra bát đây rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho bát hỗn hợp nước này vào nhé. Các bạn trộn đều lên cho mình. Và mình sẽ cho xả băm này, tỏi băm, ớt này và lá chanh các bạn ạ. Mình sẽ trộn đều nó lên nhé. Và các bạn cho mình 1/2 thìa này ớt bột nữa. Mình sẽ trộn đều lên để. Sau khi trộn đều các bạn ướp cho mình tầm 5 đến 10 phút nhé. Thì mình sẽ cho ra đĩa là có thể dùng được thôi. Đây các bạn, sau khi mình ướp được 10 đến phút thì mình đã bỏ ra đĩa đây rồi các bạn ạ. Bây giờ mình có thể cho dùng cho bữa cơm rồi nhé. Mình thử ăn thử nhé, ăn chiếc nòng. Rất ngọt, giòn và ngon các bạn ạ. Thơm mà không có một chút gì là đắng hoặc có mùi tanh của lòng cả các bạn ạ. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm nòng lon trộn nước mắm nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình Ẩm thực miền quê nhé.